Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Ngữ văn lớp 7 bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn. Cô là Thùy Dung và rất vui được đồng hành cùng các em trong khóa học này. Trong bài học số 4, các em đã được tìm hiểu những tri thức liên quan đến nghị luận văn học và hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em vận dụng kiến thức đó để khám phá một văn bản nghị luận văn học nhé. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, Cô muốn các em quan sát các hình ảnh sau và cho cô biết những thông tin trong ảnh gợi cho em liên tưởng đến văn bản và tác phẩm nào đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 7. Rất chính xác, những thông tin này gợi cho chúng ta suy nghĩ đến văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng và rộng hơn chính là tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi đây chính là những lời bình luận nhận xét của độc giả trên một trang web giới thiệu sách nói về cuốn tiểu thuyết đất rừng phương nam như cây trái lạ trong rừng văn học phương nam hay bản hòa ca về con người và thiên nhiên nam bộ kiệt tác lưu giữ vẻ đẹp của thiên nhiên phương nam người đọc đã để lại bình luận về nội dung lối viết những cảm xúc của mình khi đọc tác phẩm này cho thấy sự quan tâm yêu mến của độc giả dành cho sáng tác của nhà văn đoàn giỏi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc hiểu một văn bản nghị luận bàn về thiên nhiên và con người trong đất rừng phương Nam của tác giả Bùi Hồng có tựa đề Thiên nhiên và con người trong đất rừng phương Nam. Để khám phá văn bản này, chúng ta sẽ trải qua các phần tìm hiểu chung, tìm hiểu chi tiết và cuối cùng là tổng kết. Đầu tiên, các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nhan đề, mục đích Thể loại và cấu trúc của văn bản này. Về nhan đề, nhan đề của văn bản đã gợi ra nội dung vấn đề cần được bàn luận trong văn bản, đó là thiên nhiên và con người trong tác phẩm. Và từ nhan đề này, chúng ta có thể thấy rõ mục đích của văn bản, đó chính là đưa ra những ý kiến, lý lẽ, bằng chứng để phân tích đặc sắc nghệ thuật cũng như giá trị nội dung của tác phẩm mà cụ thể là bàn về bức tranh thiên nhiên và con người Nam Bộ. Tiếp theo chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thể loại. Văn bản này là một tác phẩm nghị luận văn học, vậy nên thể loại của văn bản này chính là nghị luận. Vậy cấu trúc của văn bản nghị luận này có thể chia thành mấy phần và nội dung chính của từng phần là gì? Văn bản Thiên nhiên và con người trong đất rừng phương Nam có cấu trúc rõ ràng với 3 phần. Phần 1 nêu khái quát đặc điểm của tác phẩm Đất rừng phương Nam. Phần 2 tác giả tập trung khắc họa bức tranh thiên nhiên trong Đất rừng phương Nam và cuối cùng ở phần 3 bàn luận về vẻ đẹp của con người trong tác phẩm này. Sau khi tìm hiểu chung, chúng ta cùng nhau đến với phần tìm hiểu chi tiết. Các em sẽ đọc hiểu văn bản này dựa trên đặc trưng thể loại chính là chỉ ra các yếu tố thể hiện ý kiến lý lẽ bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề và từ đó xác định và phân tích được nội dung chính của văn bản này theo các em vấn đề của văn bản thiên nhiên và con người trong đất rừng phương nam là gì và để làm sáng tỏ cho vấn đề đó thì tác giả đã triển khai hệ thống ý như thế nào dựa vào đặc trưng thể loại và cấu trúc của bài viết chúng ta có thể nhận biết được vấn đề của văn bản này đó chính là bàn về thiên nhiên và con người trong đất rừng phương nam và để làm sáng tỏ vấn đề này thì tác giả đã bày tỏ ý kiến của mình về đặc sắc của tác phẩm về bức tranh thiên nhiên cũng như là vẻ đẹp của con người để thuyết phục người đọc người nghe về những ý kiến của mình thì tác giả đã đưa ra hệ thống lý lẽ và dẫn chứng chính là các chi tiết trong tác phẩm đất rừng phương nam khi đọc hiểu văn bản nghị luận văn học thì việc quan trọng nhất chính là tìm ra hệ thống lý lẽ và dẫn chứng chúng ta cần nhận diện đâu là lý lẽ và đâu là dẫn chứng trong tác phẩm chúng ta hiểu lý lẽ chính là những nhận định của tác giả và dẫn chứng chính là những chi tiết trong văn bản hay tác phẩm các em có thể xét một ví dụ sau tác giả cho rằng trong đất rừng phương nam Ông chỉ sử dụng một phần rất nhỏ vốn sống phong phú đó mà đã làm người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông ở đây được hiểu là tác giả đoan giỏi. Và để chứng minh cho lý lẽ của mình đưa ra là đúng, tác giả đã dẫn ra bằng chứng chính là những chi tiết trong tác phẩm. Ba ba to bằng cái nia, kỳ đà lớn hơn chiếc thuyền tam bản và cá sấu phải 12 chai tráng lực lưỡng mới khiêng nổi. Chúng ta có thể thấy, vai trò của dẫn chứng là làm rõ lý lẽ, hệ thống lý lẽ sẽ thể hiện ý kiến và các ý kiến sẽ chứng minh khái quát cho vấn đề bàn luận. Vì vậy, mỗi yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Dẫn chứng cụ thể, chi tiết sẽ làm cho lý lẽ sắc bén và thuyết phục hơn. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nội dung chính của văn bản Thiên nhiên và con người trong đất rừng phương Nam dựa trên các yếu tố ý kiến, lý lẽ và dẫn chứng. Trong phần 1, tác giả đã khái quát đặc điểm của đất rừng phương Nam. Nhà văn Bùi Hồng đã đưa ra lý lẽ, nhân vật thuộc nhiều tầng lớp ngành nghề như một xã hội thu nhỏ trong tác phẩm và chuyện có kết cấu chương hồi kiểu truyền thống. Ông đã đưa ra dẫn chứng để chứng minh cho nhận định chuyện có kết cấu chương hồi kiểu truyền thống như sau. Không gian, thời gian rạch ròi, và trong tác phẩm, nhân vật hiện ác trắng đen rõ ràng, bộc lộ qua ngoại hình, ngôn ngữ và hành động. Sau khi nêu đặc điểm khái quát để phân tích bức tranh thiên nhiên trong đất rừng phương Nam thì tác giả trong bài viết đã dẫn ra những lý lẽ và dẫn chứng nào? Nhà văn Bùi Hồng phân tích nội dung bức tranh thiên nhiên trong đất rừng phương Nam với những lý lẽ và dẫn chứng sau: Đoàn giỏi có vốn hiểu biết phong phú về thế giới tự nhiên. Mỗi loài vật ông đều kể trên dưới 50 trang sách, không chỉ là kiến thức sinh học mà còn có cả những mẩu chuyện có thật và huyền thoại. Ông làm người đọc ngạc nhiên bởi vốn sống phong phú khi miêu tả thiên nhiên phương Nam. Như ba ba to bằng cái nia, cá sấu phải 12 chai tráng mới khiêng nổi. Hay tác phẩm thấm đẫm cảm xúc bởi ông là thi sĩ của đất rừng phương Nam. Theo Bùi Hồng, Thi sĩ của đất rừng phương Nam đã đưa người đọc từ ngây ngất trước rừng U Minh đến giận ngợp trước dòng sông Năm Căn. Với những chi tiết như tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Hay trong hai bên bờ rừng nước dựng lên cao ngất. Và cuối cùng, ông đưa ra những phân tích của mình về vẻ đẹp của con người Nam Bộ trong đất rừng phương Nam. Mở đầu phần 3, ông đã khái quát vẻ đẹp thiên nhiên Nam Bộ và đưa ra ý kiến về nghệ thuật miêu tả con người Nam Bộ của nhà văn đoàn giỏi. Chỉ vài nét khắc họa cũng cho thấy nét sắc xảo lạ lùng, cũng như nhà văn đoàn giỏi không cần nhiều lời, chỉ vài ba nét khi khắc họa nhân vật. Đó là gì tư béo với lời nói ngọt nhạt, với cái túi tiền thâm đen, hay lão ba ngủ, cái áo vắt vai và những câu đối thoại ngật ngưỡng hài hước. Đặc biệt, tác giả đi sâu và phân tích hai nhân vật chính, là ông hai bán rắn và chú võ tòng. Dựa vào văn bản, kem hãy chỉ ra điểm chung và điểm riêng của hai nhân vật này. Điểm chung của hai nhân vật này đó là đều không có đất, quanh năm ở đợ và làm thuê. Họ đều bị cướp công, cướp người yêu, cướp vợ và bị ở tù. Nhưng hai nhân vật này còn có những nét riêng ấn tượng. Ông hai trốn tù, đưa vợ con vào rừng và kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Ngoại hình của ông hai gây ấn tượng bởi sự khoáng đạt và dễ mến. Còn chú Võ Tòng theo lời truyền tụng thì chú gây án rồi tự thú, sau đó vào rừng và sống bằng việc săn bẫy thú. Ngoại hình của chú Võ Tòng thì có phần bậm trợn và hung dữ. Bên cạnh đó, đọc văn bản này chúng ta còn thấy được mối liên hệ với văn bản người đàn ông cô độc giữa rừng hiểu được hoàn cảnh và mục đích của cuộc gặp gỡ trong rừng giữa ông Hai và chú Võ Tòng, hai người kết bạn và cùng nhau đánh giặc. Bên cạnh đó, tác giả Bùi Hồng còn có những lý giải về tính cách con người Nam Bộ qua hai hình tượng nhân vật này, bởi nghệ thuật miêu tả nhân vật có sự hòa trộn giữa cổ điển phương Tây và phương Đông, có sự kết hợp giữa thực và ảo. Đặc biệt Vùng đất Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết tàu đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, hoàn cảnh lịch sử, địa lý văn hóa cũng góp phần tạo nên các nhân vật tự do hơn, quyết liệt hơn, khoáng đạt và cương trực dũng cảm. Sau khi bàn luận về vẻ đẹp thiên nhiên cũng như là con người Nam Bộ, tác giả đã đưa ra kết luận. Theo các em, câu văn nào được coi là kết luận cho toàn văn bản? đó chính là câu văn kết thúc văn bản đất rừng phương nam đã nói được cái tinh túy của hồn đất hồn người một vùng châu thổ cửu long giang đó là thiên nhiên với đất hoang rừng rậm chim trời cá nước mênh mông đó là con người tự do phóng khoáng thủy chung mà hào hiệp như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chung và tìm hiểu chi tiết văn bản này chúng ta cùng nhau đến với phần cuối cùng phần tổng kết Đọc và tìm hiểu xong văn bản này, giúp em hiểu văn học mở rộng kiến thức và con người xung quanh như thế nào? Nói văn bản này có giá trị nhận thức là bởi nó giúp chúng ta hiểu thêm về thiên nhiên và con người Nam Bộ, cũng như hiểu được sự tác động của hoàn cảnh, môi trường, văn hóa đến tính cách con người và đặc biệt là thêm yêu và hiểu đất và người phương Nam bên cạnh đó để thể hiện nội dung văn bản này còn có giá trị nghệ thuật với hệ thống ý mạch lạc lý lẽ thuyết phục dẫn chứng cụ thể rõ ràng và lối viết giản dị nếu như tác giả đem tới đời sống thứ nhất cho các tác phẩm của mình thì độc giả những người tiếp nhận đã giúp cho tác phẩm có được đời sống thứ hai qua những bài phê bình nghị luận văn học chính điều này làm nên giá trị và sức sống lâu bền của mỗi sáng tác văn học mà thiên nhiên và con người trong đất rừng phương nam là một minh chứng cho điều đó bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cảm ơn các em đã chú ý quan sát và lắng nghe hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo cùng olm vn